Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc như thế nào, mà gọi là nói an nhẫn ba la mật đa tương tự. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường,
nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhĩ giới hoặc thượng hoặc vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ,
cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng đưa các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự.
Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết, đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, đã tu hành an nhẫn ba la mật đa.